Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Mưa lũ tồi tệ tại Trung Quốc, cá mập cá sấu vượt ngục tràn ra đường phố, điều này có phải sự thật? Trong khi thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang phải hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt chưa từng có, thì trên mạng xã hội đã có không ít những tin đồn thất thiệt nhằm mục đích câu view, câu like gây hoang mang dư luận. Dưới đây là một vài thông tin sai sự thật đã được chính quyền địa phương công khai đính chính. Thứ nhất, cá sấu ở thủy cung Trịnh Châu đã thoát ra ngoài. Vừa qua, một đoạn video đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội xứ Trung với tiêu đề cá sấu ở thủy cung thành phố Trịnh Châu đã thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, có một số hình ảnh còn được cắt ra từ clip ghi lại cảnh cá sấu cắn một thi thể nữ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, qua xác minh, video và những hình ảnh nói trên thực chất ghi lại sự việc xảy ra ở Mexico. Theo đó, một phụ nữ tại đây đã bị cá sấu tấn công khi đang giặt quần áo bên sông và đã không may không qua khỏi. Không khó để nhận ra rằng ngôn ngữ xuất hiện trong video nói trên hoàn toàn không phải là tiếng Trung. Và ngay sau khi sự việc xảy ra tại Mexico, video này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ thời điểm đó. Thứ hai, tin đồn cá mập ở thủy cung Huỳnh Dương đã biến mất, lại là một tin đồn thất thiệt nữa. Cũng vào cùng ngày, một đoạn video khác chỉ dài vẻn vẹn 4 giây đã được lan truyền với nội dung khẳng định thủy cung Huỳnh Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng. Những con cá mập tại đây đã thoát ra ngoài và đang vùng vẫy trong dòng nước lũ ở trên phố. Tuy nhiên, qua xác minh, đây thực chất cũng là một đoạn video đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ trước đó. Video gốc có tiếng Nga và có thời lượng 6 giây. Sau khi nghiên cứu, số điện thoại xuất hiện ở trong video thì không khó để nhận ra sự việc này ở Nga. Các thành phần tung tin giả đã sử dụng video nói trên nhằm mục đích gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Thứ ba, tiếp tục là tin đồn hệ thống thoát nước ở Trịnh Châu gặp khó khăn vì sông Hoàng Hà. Thực chất hạ lưu sông Hoàng Hà có một đoạn sông với lòng sông thậm chí còn cao hơn so với độ cao của mực nước biển Trịnh Châu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới việc thoát nước của thành phố. Trịnh Châu tuy ở ven sông Hoàng Hà nhưng lại được xếp vào vùng nằm ở lưu vực sông Hoài. Do địa thế đặc biệt, những con sông chảy qua đây sau cùng đều sẽ chảy ra sông Hoài chứ không chảy ra sông Hoàng Hà. Do đó, tin đồn sông Hoàng Hà gây ảnh hưởng tới công tác khắc phục tình trạng ngập lụt ở đây lại càng sai sự thật. Chuyên gia Trung Quốc phủ nhận siêu đập như Tam Hiệp là nguyên nhân lũ lụt. Báo chí quốc tế dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng những trận mưa như chút và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc là do hoạt động xây dựng đập tràn lan. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc khẳng định rằng những con đập này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa nước. Cụ thể, các chuyên gia cho biết điều mà mọi người nên rút ra từ bài học lũ lụt là nhận thức dự biến được cùng với các phương tiện nhân đạo để đối phó với những tình huống khắc nghiệt. Khi Hà Nam báo cáo ít nhất 25 người không qua khỏi trong trận mưa và lũ lụt chưa từng có, một hãng tin nước ngoài đưa tin một con đập đã bị vỡ ở Lạc Dương và nói rằng mối đe dọa lũ lụt gia tăng ở Trung Quốc là do việc xây dựng các con đập và đê cắt đứt kết nối giữa sông, hồ lân cận cùng các vùng ngập lũ giúp hấp thu nước vào mùa hè. Trước vấn đề đó, một vị giáo sư của Đại học Hà Hải cho rằng truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề vì trên thực tế việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực. Bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia đều xây đập giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Vì vậy, không nên loại bỏ việc xây đập vì một thảm họa hiếm gặp. Các dự án đập Trung Quốc thường được thực hiện đền bù sinh thái, trong đó yêu cầu lưu lượng nước của các trạm thủy điện không được thấp hơn mức xả nước sinh thái bình thường. Có nghĩa là nó có ít tác động đến sinh thái. Ngoài ra, lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình. Hà Nam thấp và dễ bị tổn thương và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mặt đất dễ bị nhiễm nước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lịch sử như vậy. Cũng chính vì vậy, lũ lụt nơi đây đã khiến 33 người không qua khỏi, 8 người mất tích cùng hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh. Được biết, tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung, Trung Quốc.
trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử, nơi có đập Tam Hiệp. Mỗi lưu vực có 1030 con sông với diện tích thoát nước ít nhất 50 km². Nước lũ cuồn cuộn bủa vây dân Trịnh Châu trong ga tàu và ô tô. Sau đợt mưa lớn kỷ lục khiến ít nhất 33 người không qua khỏi, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh người Trịnh Châu chật vật đối phó với dòng lũ. Mạng xã hội Trung Quốc trong thời gian qua xuất hiện video cho thấy người dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tìm cách thoát khỏi một nhà ga tàu điện ngầm ngập nước sau đợt mưa kỷ lục. Trong video, nhóm hành khách nối đuôi nhau đi men theo mép đường hầm thoát ra khỏi nhà ga khi đoàn tàu không thể tiếp tục di chuyển vì dòng nước lũ chảy xiết bên dưới. Nhiều tài khoản cho biết video này được quay sau khi nhân viên cứu hộ sơ tán hành khách một cách có trật tự khỏi đoàn tàu đang dần bị nước lũ nhấn chìm. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay không thể thoát kịp khỏi toa tàu ngập nước và không qua khỏi. Trước đó cũng xuất hiện trên mạng xã hội một đoạn video cho thấy một người đàn ông đang ngồi trong chiếc ô tô trên đoạn đường ngập hoàn toàn nước lũ ở Trịnh Châu. Ô tô được khóa kín cửa nên nước không thể vào trong, nhưng gương mặt tài xế không giấu nổi sự hoang mang, sợ hãi khi dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết ngay trước mắt. Có những lúc nước lũ dâng lên quá cửa kính chắn gió như muốn nhấn chìm hoàn toàn chiếc xe. Toàn bộ con đường rộng phía trước cũng đã hoàn toàn chìm trong nước lũ. Các chuyên gia khí tượng cho biết thành phố Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong 24 giờ, với tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố. Theo nhà khí tượng học Mihao Yu tại Đại học Albany, Mỹ, lượng mưa tối đa trong một giờ của Trịnh Châu là 201,9mm một giờ, vượt kỷ lục về lượng mưa trong giờ lớn nhất của cả nước 168,3mm một giờ. Điều đó đã khiến các con đường ở thành phố đều biến thành sông, trong khi người dân mắc kẹt trong các căn hộ và công sở. Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố để tìm kiếm người mất, xử lý hậu quả lũ lụt. Các nhà khí tượng học địa phương đánh giá lượng mưa ở Trịnh Châu trong những ngày qua là nghìn năm có một, khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo những trận lũ nguy hiểm trên toàn tỉnh Hà Nam là vô cùng nghiêm trọng. Theo như dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, dự báo mưa ở Hà Nam sẽ mất dần trong những ngày tới. Về phía các nhà khoa học nhận định, lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu. Tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây. Vì sao tàu điện ngầm ở Trung Quốc vẫn hoạt động trong mưa lũ lịch sử khiến 500 người mắc kẹt? Hầu hết các hành khách sau đó được giải cứu nhưng có 12 người đã không qua khỏi dù đã được sơ cứu khẩn cấp. 5 người khác nhập viện và hiện tình trạng đã ổn định. Sau đó, công ty đã huy động nhân lực sửa chữa các tuyến tàu điện ngầm và chuẩn bị khôi phục hoạt động. 2 ngày sau khi thảm kịch xảy ra, không giải thích vì sao đơn vị này không cho dừng hoạt động mạng lưới tàu điện ngầm trong ngày mưa lũ lịch sử và liệu ai là người phải chịu trách nhiệm. Điều này khiến cư dân mạng Trung Quốc phải kêu gọi các nhà điều tra vào cuộc để ngăn những thảm kịch như vậy lặp lại trong tương lai. Được biết, tuyến tàu điện ngầm số 5 hoạt động từ tháng 5 năm 2019 là một trong những tuyến nhộn nhịp nhất ở Trịnh Châu. Ngày hôm đó có 1,2 triệu lượt khách đi tàu điện ngầm ở Trịnh Châu, trong đó có 374.200 lượt khách đi qua tuyến số 5. Mạng lưới tàu điện ngầm ở Trịnh Châu giống như những nơi khác ở Trung Quốc được xây dựng với thiết kế chống chịu các trận lụt trăm năm mới xảy ra một lần và động đất ở mức dưới 7 độ Richter, theo một kỹ sư am hiểu về tàu điện ngầm. Trong khi đó, trận mưa lũ xảy ra được đánh giá là ngàn năm có một. Thông thường các tuyến tàu điện ngầm sẽ không bị dừng hoạt động nếu chỉ có vài nhà ga gặp sự cố. Một số nhà ga có thể bị đóng cửa tạm thời và các hành khách được sơ tán, nhưng hoạt động vận tải hành khách vẫn tiếp tục. Một vị giáo sư chương chính sách và hành chính công tại Đại học Renmin, Trung Quốc nói, chính quyền Trịnh Châu hẳn đã có chuẩn bị cho trận mưa lũ lớn, nhưng tác động của trận mưa vượt quá mức dự tính. Đến 6 giờ tối, nhà chức trách mới cho dừng hoạt động hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố. Hiện chưa rõ có sự chậm trễ trong thủ tục hành chính khi quyết định đình chỉ hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm hay không. Nhưng đây được coi là một bài học mà các cơ quan liên quan ở Trịnh Châu cần rút ra sau thảm kịch để phản ứng nhanh nhạy hơn với các sự kiện thời tiết cực đoan, ông Wang nói. Điểm lại những hình ảnh lũ lụt kinh khủng ở Trung Quốc, lũ lụt tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc cho thấy mức độ nghiêm trọng và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc,
Cư dân địa phương bắt đầu dọn dẹp bùn đất, kéo những chiếc xe bị mắc kẹt và giải phóng đồ đạc bị lũ lụt phá hủy. Trị Châu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nặng nề nhất, với ít nhất 33 người không qua khỏi tại thành phố này và các vùng lân cận. Tân Hoa xã cho biết mới tiếp tục đổ xuống tỉnh Hà Nam, bao gồm cả thủ phủ của tỉnh là Trị Châu. Những trận mưa xối xả khiến đường phố biến thành sông và người dân bị mắc kẹt trong các căn hộ, văn phòng, khách sạn và nhà ở nông thôn. Ảnh hưởng của bão đang chuyển sang phía đông bắc tỉnh Hà Nam, bao gồm các phố Hạc Bích, An Dương và Tân Hương. Trong đó, thành phố Tân Hương ghi nhận lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay, hơn 25cm từ tối hôm kia đến chiều hôm qua. Chính quyền địa phương thúc giục người dân không rời khỏi nhà trừ khi cần thiết. Tại thành phố An Dương, hoạt động giao thông công cộng bị đình chỉ và người dân được yêu cầu làm việc ở nhà. Tại thành phố Trị Châu, nguồn cung cấp nước, điện và khí đốt vẫn bị cắt. Hơn 40 địa điểm tạm thời được thiết lập trong thành phố để cung cấp nước sạch. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ước tính lũ lụt khiến hơn 3 triệu người ở tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,2 tỷ nhân dân tệ. Hàng chục ngàn người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CCTV dự báo mưa sẽ ngớt ở tỉnh Hà Nam vào tối ngày mai theo giờ địa phương. Trong khi đó, một cơn bão mới lại đang tiếp cận Đài Loan và các tỉnh ven biển phía đông nam Trung Quốc. Dự kiến cơn bão này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Thượng Hải và các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tô khi đổ bộ đất liền. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.